Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 74. Một lá cờ đen và một lá cờ trắng đan xen vào nhau trên không trung, xoay thành một khối, thành khí hỗn độn thái cực, cuốn về biển đỏ của Châu Nguyên Chương. Tiếp đó, Lý Dục Thần ném ấn phiên sơn ra. Ấn phiên sơn hóa thành một ngọn núi khổng lồ nhưng không đập vào Châu Nguyên Chương và Hoàng Hậu Mã, mà đập vào quan tài bên dưới. Châu Nguyên Chương như đã nhận ra điều gì đó, định dùng lá cờ liệt hỏa trong tay để chặn ấn phiên sơn nhưng biển lửa đã bị khí thái cực âm dương quấn lấy, không thể cử động được. Hoàng Hậu Mã vung châm vàng, vạch ra một đường lửa, đánh thẳng vào ngọn núi do ấn phiên sơn hóa thành. Lâm Mộng Đình đã chuẩn bị sẵn sàng, tử vân như hoa, sinh ra trong hư, không, cô lập đường lửa lại. Nhìn thấy ngọn núi khổng lồ đè lên quan tài, Châu Nguyên Chương vung cờ, con rồng vàng đó chợt bay ra khỏi biển lửa, thân rồng kéo thẳng, mang theo uy lực của tiếng rồng gầm, đâm vào ấn phiên sơn. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ không gian đột nhiên tối sầm lại. Mọi ánh sáng dường như đều bị thanh kiếm trên tay Lý Dục Thần hút vào, không thể thoát ra được nữa. Một luồng kiếm khí màu đen chém ngang ra, chém trời xé đất. Kiếm khí rơi trúng thân rồng. Theo một tiếng rên rỉ đau đớn, đầu rồng vàng khổng lồ rơi từ trên không xuống. Cùng lúc đó, ngọn núi rơi xuống ầm ầm, đè lên quan tài. Đầu rồng nứt, long khí tan biến, đá đè quan tài, khí vực chìm xuống. Châu Nguyên Chương và Hoàng Hậu Mã lơ lửng trên không trung lắc lư hai lần, như thể mất đi chỗ dựa, cũng rơi xuống từ trên không. Biển lửa biến mất, lá cờ màu đỏ đó cùng một chiếc châm vàng rơi ra khỏi tay bọn họ. Lý Dục Thần vẫy tay, lá cờ xích hỏa lưu diễm đến tay anh. Còn chiếc châm vàng đó thì đến tay Lâm Mộng Đình. Ngay khi bọn họ cho rằng mọi chuyện đã xong xuôi, chuẩn bị quay lại hỗ trợ đám người Châu Khiếu Uyên đang chiến đấu với 10 vạn âm binh thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rồng gầm trầm đục. Đây chắc chắn không phải tiếng rồng gầm phát ra từ con rồng năm móng vàng mà Châu Nguyên Chương vừa phóng ra. Âm thanh này tạo ra một cú sốc mạnh mẽ trong thần thức của con người. Lý Dục Thần chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ngay cả tiếng rồng gầm của con rồng thật mà anh từng thấy ở hoang trại cũng không khiến người ta sợ hãi như tiếng rồng gầm này. Không ổn rồi, có lẽ chúng ta đã đánh thức long mạch rồi. Lý Dục Thần biết một khi đánh thức long mạch, ngủ long trở mình thì toàn bộ đất nước Hoa Hạ sẽ bất ổn. Lúc này, anh thấy mặt đất dưới chân nứt ra hai bên, xuất hiện một khe nứt khổng lồ, từ gần đến xa, quanh co uốn khúc. Trong khe nứt, dung nham cuồn cuộn, trong dung nham nóng bỏng, có thể loáng thoáng nhìn thấy những vảy màu đỏ. Lý Dục Thần không nghĩ ngợi gì, lập tức ném cả ba lá cờ ra ngoài, trải rộng trên khe nứt như một tấm màn khổng lồ. Anh lại triệu hồi ấn phiên sơn, đè xuống lên ba lá cờ lần nữa, cố gắng ngăn chặn sự lan rộng của khe nứt trên mặt đất. Nếu tiếp tục nứt ra thì long khí sẽ rò rỉ, long mạch sẽ thức tỉnh, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Lý Dục Thần lơ lửng trên không trung, tay bấm pháp ấn, miệng đọc thần chú, pháp lực liên tục tuôn ra. Ba lá cờ đen, trắng, đỏ như ba lớp đất dày trải trên mặt đất, cộng thêm ngọn núi khổng lồ do ấn phiên sơn hóa thành, cuối cùng cũng ổn định được thế nứt đất. Lâm Mộng Đình thi triển tử vân như ý, phóng thích tử vân, nổi trên mạch đất, giúp Lý Dục Thần ổn định mạch đất. Nhưng sự rung chuyển của mặt đất vẫn tiếp tục, mồ hôi trên mặt Lý Dục Thần tuôn như mưa. Anh biết có thể mình không ngăn được long mạch trở mình, lúc này cách làm sáng suốt nhất là chạy trốn. Không chạy thoát ra ngoài, một khi long mạch trở mình, toàn bộ không gian nơi Long Uyên mà anh đang ở sẽ sụp đổ, mọi thứ sẽ bị nghiền nát. Nhưng anh không thể đi được. Long mạch trở mình, đất nước Hoa Hạ. Trong vòng trăm năm sau, thiên tai liên miên, không biết bao nhiêu người sẽ gặp nạn, sẽ phải ly tán. Anh phải kiên trì, dù chỉ kiên trì thêm một giây, cũng là thêm một giây hy vọng. Dù phải tan xương nát thịt, hủy hoại hết thu hành kiếp này trong phút chốc, dù phải hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được đầu thai. Đấng trượng phu có việc nên làm và có việc không nên làm. Sự rung chuyển của mặt đất ngày càng dữ dội, tiếng ầm ầm vang lên bên tai. Dục Thần, em không chịu nổi nữa rồi. Lâm Mộng Đình hét lên. Nhưng Lý Dục Thần không nghe thấy, toàn bộ tinh lực và pháp lực của anh đều ở trên ba lá cờ và một ngọn núi đó. Lúc này, anh chỉ còn một niềm tin, tiếp tục kiên trì. Trên mặt đất xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ hơn như mạng nhện phủ kín toàn bộ tầm nhìn. Tấm bia đá Sở Vương chôn vàng khổng lồ đó cùng với con rùa đá dưới bia đá cũng xuất hiện vết nứt. Không gian dường như đang bị một sức mạnh nào đó xé toạc. Những âm binh đó như những bọt nước hư ảo. Ảo ảnh từng người một tan biến. Áp lực của những người đang chiến đấu dần giảm bớt. Cuối cùng, âm binh không còn xuất hiện nữa, vệ chỉ huy sứ của Hiếu Lăng ông Trọng và một vị tướng quân khác cũng biến mất sau một luồng sáng lóe lên.
Hòa thượng Hải Không và Pháp sư Tịnh Tuyền lập tức chạy tới, miệng đọc thần chú Phật ra, dùng ấn đại thủ giúp Lý Dục Thần đè chặt lá cờ. Cổ thủ Mặc và Vệ Linh Tú thì ném ra nhiều lá bùa, đốt cháy trong hư không, biến thành hai lá bùa lớn rơi xuống, đè lên lá cờ. Châu Khiếu Uyên và Tiêu Sinh thì không giúp được gì trong việc này, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Còn Kha Quân Đạo và Lâu Trọng Thái thì chỉ biết thở dài cảm thán, vừa trải qua một trận đại chiến, vẫn còn trong mơ, đầu óc vẫn còn mơ hồ, không biết là thật hay ảo. Mặc dù có thêm sự hỗ trợ của hai nhà sư và hai đạo sĩ nhưng sự rung chuyển của mặt đất vẫn ngày càng dữ dội. Bên dưới mặt đất dường như có một sức mạnh to lớn đang vùng vẫy. Đột nhiên, một tiếng ầm ầm, toàn bộ tượng rùa đá cóng bia vỡ tan, đá vụn rơi đầy đất. Mọi người phát ra tiếng hô hoảng hốt, không phải vì những tảng đá khổng lồ lăn xuống, mà là vì bia đá vỡ ra, lộ ra một bức tượng nữ thần. Nữ thần dẫm chân lên linh quy, hai cánh tay hơi cong vòng trước ngực, hai tay một trước một sau, tay trái nắm hờ như đang cầm thứ gì đó, tay phải làm thành hình hoa lan, đầu ngón tay kẹp một viên đá, trông rất giống đá vũ hoa của Kim Lăng. Con rùa đá dưới chân cô ấy, lưng đen bụng trắng, cổ dài đuôi mảnh, đúng như truyền thuyết về huyền vũ. Còn dưới chân con rùa đá, theo sự rung chuyển của mặt đất, những thỏi vàng đó tản ra, lộ ra một khối đá năm màu khổng lồ kỳ lạ. Mọi người vừa nhìn thấy tượng nữ thần thì trong lòng không khỏi rung động, mặc dù không nhìn rõ dung nhan của thần nhưng chỉ thấy đẹp không sao tả xiết. Ngay cả Lâm Mộng Đình cũng phải ngẩn ngơ. Cô vô thức đi đến trước tượng thần, nhìn chằm chằm vào tay nữ thần mà ngẩn người. Người thợ tạo ra bức tượng thần này thật lợi hại, chỉ đôi bàn tay ngọc ngà này thôi cũng đã là tuyệt phẩm, độ dài ngắn đều chuẩn xác. Cô đang ngắm đến xuất thần thì nghe Lý Dục Thần hét lên, Mộng Đình, em đang làm gì vậy? Mau giúp anh, Long Mạch sắp trở mình rồi. Lâm Mộng Đình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những lá cờ trải trên mặt đất không ngừng phồng lên thành những ngọn đồi lớn, vết nứt nham thạch đó cũng hiện ra và có xu hướng mở rộng dần. Nhưng cô chỉ nhìn một cái rồi quay lại, tiếp tục nhìn tay của tượng nữ thần, sau đó cầm Tử Vân Như Ý, so sánh với tay trái đang nằm hờ của nữ thần rồi đặt vào. Như Ý được đặt vào tay nữ thần thì vừa khít, như thể nó vốn đã ở trong tay nữ thần vậy. Tiếp đó một chuyện kỳ lạ xảy ra. Viên đá vũ hoa trên đầu ngón tay phải của nữ thần phát ra ánh sáng, rời khỏi tay cô ấy rồi bay lên, có phần giống như một trái tim lơ lửng. Viên đá vũ hoa phát sáng dần dần di chuyển về phía tay trái của nữ thần, bay thẳng đến đầu hoa sen của Tử Vân Như Ý rồi khảm vào rãnh lõm đó. Một đám mây tím bay lên, trong mây bắn ra một luồng thần quang năm màu, rơi xuống tảng đá năm màu khổng lồ dưới chân con rùa đá. Tảng đá năm màu đột nhiên như sống lại, bắt đầu nở ra và chảy ra bốn phía, những vết nứt chằng chịt trên mặt đất liền được lấp đầy bởi lớp đất năm màu. Tức nhưỡng, Lý Dục Thần kinh ngạc kêu lên. Hai lá cờ, một đen một trắng, đan xen vào nhau trên không trung, xoay thành một khối, tạo thành khí hỗn độn thái cực, cuốn về phía biển lửa của Châu Nguyên Chương. Tiếp đó, Lý Dục Thần ném ấn phiên sơn ra. Ấn phiên sơn hóa thành một ngọn núi khổng lồ, nhưng không đập vào Châu Nguyên Chương và Hoàng Hậu Mã, mà đập vào chiếc quan tài bên dưới. Châu Nguyên Chương dường như nhận ra điều gì đó, liền muốn dùng cờ liệt hỏa trong tay để đỡ ấn phiên sơn, nhưng biển lửa lại bị khí âm dương thái cực quấn lấy, không thể động đậy. Hoàng Hậu Mã vung cây châm vàng, vẽ ra một đường lửa, đánh thẳng vào ngọn núi do ấn phiên sơn hóa thành. Lâm Mộng Đình đã chuẩn bị từ trước, Tử Vân Như Hoa, sinh ra giữa không trung, ngăn cách đường lửa. Nhìn thấy ngọn núi khổng lồ ép xuống quan tài, Châu Nguyên Chương vung cờ, con rồng vàng liền bay ra từ biển lửa, thân rồng thẳng tắp, mang theo uy lực của tiếng rồng ngâm, lao vào ấn phiên sơn. Nhưng đúng lúc này, toàn bộ không gian đột nhiên tối sầm lại. Tất cả ánh sáng dường như bị thanh kiếm trên tay Lý Dục Thần hút vào, không thể thoát ra. Một luồng kiếm khí đen ngòm, chém ngang bầu trời, xé toạc đất trời. Kiếm khí rơi trúng thân rồng. Cùng với một tiếng rên rỉ, đầu rồng vàng khổng lồ rơi xuống từ trên không. Cùng lúc đó, ngọn núi rơi xuống ầm ầm, đè lên quan tài. Đầu rồng gãy, long khí tiêu tan. Đá đè quan tài, khí trầm xuống. Thân hình Châu Nguyên Chương và Hoàng Hậu Mã lơ lửng trên không trung lắc lư hai cái, như mất đi điểm tựa, cũng rơi từ trên không xuống. Biển lửa biến mất, lá cờ đỏ sậm cùng với một cây châm vàng rơi ra khỏi tay họ. Lý Dục Thần vẫy tay, cờ xích hỏa lưu diễm liền bay vào tay anh. Còn cây châm vàng thì bay vào tay Lâm Mộng Đình. Đúng lúc họ nghĩ rằng mọi việc đã xong, chuẩn bị quay lại hỗ trợ mấy người Châu Khiếu Uyên đang chiến đấu với 10 vạn âm binh, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rồng ngâm trầm đục. Đây tuyệt đối không phải là tiếng của con rồng năm móng bay ra từ người Châu Nguyên Chương lúc nãy.
Âm thanh này tạo ra một cú sốc mạnh mẽ trong thần thức của mọi người. Lý Dục Thần chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngay cả tiếng rồng ngâm thật sự mà anh từng thấy ở hoang trại cũng không khiến người ta sợ hãi như tiếng rồng ngâm này. Không ổn, chúng ta có thể đã đánh thức long mạch. Lý Dục Thần biết, một khi long mạch bị đánh thức, rồng ngủ lật mình, toàn bộ đất đai Hoa Hạ sẽ rung chuyển không yên. Lúc này, chỉ thấy mặt đất dưới chân nứt ra hai bên, xuất hiện một khe nứt khổng lồ, uốn lượn kéo dài. Giữa khe nứt là dung nham cuồn cuộn, trong dung nham nóng bỏng, có thể nhìn thấy mơ hồ những vảy cá màu đỏ. Không cần suy nghĩ, Lý Dục Thần lập tức ném ba lá cờ ra ngoài, như một tấm màn khổng lồ trải trên khe nứt. Anh lại triệu hồi ấn phiên sơn, rơi xuống lần nữa, đè lên ba lá cờ, cố gắng ngăn chặn khe nứt trên mặt đất lan rộng. Nếu tiếp tục nứt ra, long khí rò rỉ, long mạch thức giấc, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Lý Dục Thần lơ lửng trên không trung, tay kết ấn, miệng niệm chú, pháp lực cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Ba lá cờ đen, trắng, đỏ như ba lớp đất dày, trải trên mặt đất, cộng thêm ngọn núi khổng lồ do ấn phiên sơn hóa thành, cuối cùng cũng ổn định được tình trạng đất nứt. Lâm Mộng Đình thi triển tử vân như ý, phóng thích tử vân, trôi nổi trên địa mạch, giúp Lý Dục Thần củng cố địa mạch. Nhưng mặt đất vẫn tiếp tục rung chuyển, mồ hôi trên mặt Lý Dục Thần tuôn như mưa, anh biết mình có thể không ngăn được long mạch xoay người, lúc này, cách làm sáng suốt nhất là chạy trốn. Nếu không chạy, một khi long mạch xoay người, Long Uyên nơi anh đang đứng, toàn bộ không gian sẽ sụp đổ, tất cả mọi thứ sẽ bị nghiền nát. Nhưng anh không thể đi. Long mạch xoay người, đất đai Hoa Hạ, trăm năm sau sẽ liên tục xảy ra thiên tai chiến tranh, không biết bao nhiêu người sẽ gặp nạn, phải tha hương cầu thực. Anh phải kiên trì, dù chỉ kiên trì thêm một giây, cũng là thêm một giây hy vọng. Dù tan xương nát thịt, tu hành kiếp này hủy hoại trong chớp mắt, dù hồn phách tiêu tan, vĩnh viễn không được luân hồi. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Mặt đất rung chuyển ngày càng dữ dội, tiếng ầm ầm vang vọng bên tai. Dục Thần, em không chịu nổi nữa. Lâm Mộng Đình hét lên. Nhưng Lý Dục Thần không nghe thấy, toàn bộ tinh lực và pháp lực của anh đều đặt trên ba lá cờ và một ngọn núi. Lúc này, anh chỉ còn lại một niềm tin, kiên trì. Trên mặt đất xuất hiện thêm nhiều vết nứt nhỏ, như mạng nhện răng khắp. Tầm mắt. Tấm bia đá khổng lồ Sở Vương chôn vàng và con rùa đá bên dưới tấm bia cũng xuất hiện vết nứt. Không gian tựa như đang bị một lực lượng nào đó xé rách. Những âm binh đó như bóng ma ảo ảnh, lần lượt từng người tiêu tan biến mất. Áp lực của những người đang chiến đấu dần giảm bớt. Cuối cùng, âm binh không còn xuất hiện nữa, ông Trọng, chỉ huy thị vệ Hiếu Lăng và một vị tướng quân khác cũng biến mất sau một tia sáng lóe lên. Hòa Thượng Hải Không và Pháp Sư Tịnh Tuyền lập tức chạy tới, miệng niệm bí chú của Phật Môn, dùng ấn đại thủ giúp Lý Dục Thần đè cờ. Cổ Thủ Mặc và vệ Linh Tú thì ném ra nhiều lá bùa, tự bốc cháy giữa không trung, hóa thành hai lá bùa lớn rơi xuống, đè lên cờ. Châu Khiếu Uyên và Tiêu Sinh thì không giúp được gì trong việc này, chỉ biết trơ mắt nhìn. Còn Kha Quân Đạo và Lâu Hướng Thái thì chỉ biết thở dài cảm thán, vừa trải qua một trận đại chiến, vẫn còn như trong mơ, đầu óc vẫn còn mơ hồ, không biết là thật hay ảo. Mặc dù có thêm sự hỗ trợ của hai tăng nhân và hai đạo sĩ, nhưng mặt đất vẫn rung chuyển ngày càng dữ dội. Dưới mặt đất dường như có một lực lượng mạnh mẽ đang giấy giụa. Đột nhiên, một trận rầm vang lên, toàn bộ tượng đá rùa đội bia vỡ vụn, đá vụn rơi đầy đất. Mọi người kêu lên kinh ngạc, không phải vì đá lăn xuống, mà là vì tấm bia vỡ ra, để lộ bức tượng của một nữ thần. Nữ thần đạp linh quy dưới chân, hai tay hơi cong, khoanh trước ngực, hai tay một trước một sau, tay trái nắm hờ như đang cầm thứ gì đó, tay phải tạo hình hoa lan, đầu ngón tay kẹp một viên đá, trông rất giống đá mưa hoa của Kim Lăng. Con rùa đá dưới chân cô ấy lưng đen bụng trắng, cổ dài đuôi nhỏ, thật sự giống như huyền vũ trong truyền thuyết. Mà dưới chân rùa đá, vàng bạc tản ra theo sự rung chuyển của mặt đất, lộ ra một khối đá ngũ sắc khổng lồ. Mọi người vừa nhìn thấy tượng nữ thần, đều cảm thấy trong lòng rung động, dù không nhìn rõ dung nhan của thần, chỉ cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Ngay cả Lâm Mộng Đình cũng say mê. Cô vô thức đi tới trước tượng thần, nhìn đôi tay của nữ thần, ngẩn người ra. Người thợ thủ công tạc tượng thần này thật sự rất tài giỏi, chỉ riêng đôi tay thon dài này đã là tuyệt tác, dài hơn một chút thì dài quá, ngắn hơn một chút thì ngắn quá. Cô đang mải mê ngắm nhìn, thì nghe thấy Lý Dục Thần gọi, Mộng Đình, em đang làm gì vậy? Mau tới giúp, long mạch sắp lật mình rồi. Lâm Mộng Đình quay đầu lại nhìn, chỉ thấy những lá cờ trải trên mặt đất không ngừng phồng lên thành những gò đất lớn, khe nứt dung nham cũng hiện ra, và có xu hướng mở rộng dần. Nhưng cô chỉ liếc nhìn một cái, rồi lại quay lại, tiếp tục nhìn tay của tượng nữ thần,
Sau đó, cầm Tử Vân Như Ý, so sánh với bàn tay trái đang nằm hờ của nữ thần, rồi đặt vào. Như Ý đặt trong tay nữ thần lại vừa vặn, như thể nó vốn dĩ ở trong tay nữ thần vậy. Và sau đó, điều kỳ lạ đã xảy ra. Đá mưa hoa trên đầu ngón tay phải của nữ thần phát sáng, rời khỏi tay cô ấy, bay lên, giống như một trái tim đang lơ lửng. Đá mưa hoa phát sáng dần dần di chuyển về phía tay trái của nữ thần, bay thẳng đến đầu hoa sen của Tử Vân Như Ý, rồi gắn vào khe hở đó. Một đám tử vân bốc lên, từ trong mây chiếu xuống một luồng thần quang ngũ sắc, rơi xuống khối đá ngũ sắc khổng lồ dưới chân rùa đá. Khối đá ngũ sắc bỗng nhiên như sống dậy, bắt đầu giãn nở chảy ra xung quanh, những vết nứt dày đặc trên mặt đất liền được lấp đầy bởi đất ngũ sắc. Tức nhưỡng, Lý Dục Thần kinh ngạc kêu lên. Lý Dục Thần thu hồi ba lá cờ và ấn phiên sơn, trên mặt đất hiện ra một khe nứt kinh hoàng. Dung nham sôi sục trong khe nứt, sóng nhiệt cồn cuộn. Tức nhưỡng như nước không ngừng tuôn chảy cuồn cuộn vào khe nứt, bao phủ lên dung nham, lập tức đông cứng lại. Không bao lâu, toàn bộ khe nứt đã được lấp đầy. Mặt đất cuối cùng cũng ngừng rung chuyển, cỗ năng lượng vô song, dường như có thể hủy diệt trời đất cũng biến mất. Thế giới lại trở về sự yên tĩnh và mờ ảo như ban đầu, xa xa là những dãy núi xám xịt sừng sững, uốn lượn khúc khuỷu như rồng cuộn mình. Tức nhưỡng vẫn đang bành trướng, theo gió bay xa, chảy trong các sơn cốc. Ngay khi mọi người thở phào nhẹ nhõm, thì nghe thấy Lý Dục Thần hét lên. Tức nhưỡng sẽ sớm lấp đầy nơi này, mọi người theo ta rút lui. Mọi người giật mình, nơi này trông tối tăm vô tận, làm sao có thể lấp đây? Nhưng chỉ trong chốc lát, những dãy núi mờ ảo trước mắt đã trở nên bằng phẳng, như thể thần long ẩn mình dưới đất, còn tức nhưỡng lan rộng trên mặt. Đất, như dòng bùn đá cuồn cuộn tràn đến. Khi Lý Dục Thần dẫn mọi người rút lui, lại phát hiện bậc thang phía sau đã biến mất. Trên đầu cũng không thấy âm dương môn. Không ổn, vừa rồi địa mạch chấn động, đã làm vỡ nát hư không? Vậy phải làm sao bây giờ? Mọi người lo lắng hỏi. Mộng Đình, dùng Như Ý giúp ta cản lại một chút. Lý Dục Thần nói xong, lập tức lấy la bàn ra, xoay kim chỉ nam, tìm kiếm lối ra không gian mới. Lâm Mộng Đình lấy lại Tử Vân Như Ý từ tay tượng nữ thần, thần niệm rót vào trong đó, đầu hoa sen của Như Ý bắn ra một tia thần quang ngũ sắc. Chiếu vào tức nhưỡng đang tràn đến phía trước. Tức nhưỡng bị thần quang ngăn lại, chia làm hai dòng chảy sang hai bên, sau đó lại vây phía sau bọn họ. Tử vân trên Như Ý tuôn ra, tạo thành một vòng tròn, bảo vệ mọi người ở trung tâm. Nhưng sức mạnh bành trướng của tức nhưỡng vẫn tiếp tục, pháp lực của Lâm Mộng Đình vẫn chưa đủ để phát huy toàn bộ uy lực của Như Ý, chỉ có thể ngăn cản một chút. Trong lòng cô lo lắng, nhưng không dám thúc giục, sợ Lý Dục Thần bị ảnh hưởng, làm rối loạn nhịp điệu của anh. Lý Dục Thần cau mày, không ngừng kích thích kim la bàn, ánh sáng xanh dập dờn trên la bàn, từng tầng không gian lấp lánh, chồng lên nhau. Trong khoảng thời gian này, anh càng ngày càng kinh ngạc về công dụng diệu kỳ của la bàn này. Khó trách được gọi là lục hư luân chuyển, la bàn này dùng tốt, không chỉ có thể phá vỡ không gian bí cảnh, dường như còn có thể ảnh hưởng đến thời gian, chỉ là pháp lực của mình không đủ, phá thời gian tốn năng lượng nhiều hơn phá không gian rất nhiều. Vấn đề chính vẫn là thiếu kinh thư bí kíp của lục hư luân chuyển. Không thể giải mã được mật chủ bên trong, còn có bí pháp vận hành. Nếu không phải Lý Dục Thần học được huyền môn chính tông ở Thiên Đô, có thể thông hiểu tất cả huyền pháp trên đời, đổi lại là người khác, không có bí kíp, la bàn cầm trong tay cũng chỉ là đồ bỏ đi. Tức những bên ngoài càng ngày càng dày, càng ngày càng nhiều, gần như, sắp nhấn chìm Tử Vân, mà thần quang ngũ sắc trên Như Ý trong tay Lâm Mộng Đình cũng dần dần ảm đạm. Không gian bao vây bọn họ ngày càng nhỏ, mọi người cảm nhận được áp lực do tức những mang lại. Như thể trời và đất đang hợp lại. Trước sức mạnh này, cho dù là võ đạo tông sư, hay đạo thuật Phật Pháp, đều trở nên nhỏ bé, mọi sự dãy dụa của con người đều là thừa thãi. Lâm Mộng Đình kêu lên một tiếng, thần quang ngũ sắc tắt ngấm, Tử Vân đột ngột thu lại, cả người cô bay ngược ra ngoài, sắp bị tức nhưỡng đang tràn đến nuốt chừng. Lý Dục Thần vung cờ trắng, cuốn cô vào trong ánh sáng trắng, kéo trở lại. Tức nhưỡng phía sau đuổi theo ào ạt. Vào lúc này, kim la bàn trong tay Lý Dục Thần dừng lại. Phía trên xuất hiện một vòng sáng trắng hư vô. Cờ đen cuốn ra, bao bọc tất cả những người khác. Hai luồng mây đen trắng, bao bọc tất cả mọi người, lao vào vòng sáng trắng. Mọi người chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, mất đi trọng lực. Tức nhưỡng phía sau ngay lập tức lấp đầy toàn bộ không gian, giữa trời và đất không còn một khe hở nào. Không gian xung quanh không ngừng xé rách, vỡ vụn, nhưng năng lượng đen trắng xen kế vẫn luôn bảo vệ bọn họ, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, xuyên. Qua không thời gian hư vô. Tiếp đó, trọng lực lại trở lại, mọi người lại tìm lại được cảm giác cơ thể của mình.
Lý Dục Thần thu hồi hai lá cờ đen trắng, thả mọi người xuống. Đây là một không gian tối đen như mực. Mặc dù không có chút ánh sáng nào, nhưng không hiểu sao, lại khiến người ta cảm thấy an toàn hơn không gian có ánh sáng nhưng mờ ảo vừa rồi. Bởi vì nơi này không phải là hư vô, mà là không gian thực sự, dưới chân là đất, xung quanh là vách đá lạnh lão. Đối với Lý Dục Thần, thần thức nhìn thấy mọi thứ đều rõ ràng vô cùng. Nhưng thần thức của mấy vị võ đạo tông sư lại rất yếu ớt. Anh vung tay, lá cờ liệt hỏa vừa có được mở ra trên tay, tỏa ra ánh lửa trên đỉnh đầu mọi người. Dưới ánh lửa, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh. Đây là một thạch thất rộng rãi sạch sẽ, bên trong không có vật gì, nhưng trên vách đá có những hoa văn tinh xảo, trên một vách đá có một cánh cửa hình vuông nhọn, cửa mở một nửa. Đây là nơi nào? Trong lòng mọi người nảy sinh nghi vấn như vậy. Lý Dục Thần nói, bí cảnh Huyền Vũ đã bị tức nhưỡng chôn vùi, chúng ta dưới sự chỉ dẫn của La Bàn, từ Hiếu Lăng tiến vào bí cảnh, bây giờ rời khỏi bí cảnh, hẳn là cũng ở trong Hiếu Lăng. Nhìn kết cấu này, giống như địa cung, chẳng lẽ chúng ta đã đến địa cung của Minh Hiếu Lăng? Vệ Linh Tú nói, Hiếu Lăng là lăng mộ hợp táng của Châu Nguyên Chương và Hoàng Hậu Mã, trong mộ thất không nói là chất đầy bảo vật, sao có thể trống rỗng như thế này? Lâu Hướng Thái nói, Giang Thành Tông Sư Kha Quân không chỉ là võ đạo tông sư, thân phận thế tục cũng là một giáo sư khảo cổ học. Anh nói, nơi này có thể là điện thờ phụ, vốn nên đặt quan tài của các phi tần tuẫn táng. Lăng Tẩm thời Minh luôn có truyền thống tuẫn táng, đến thời Minh Anh Tông Châu Kỳ Trấn mới bãi bỏ. Châu Nguyên Chương trung tình với Hoàng hậu Mã, sau khi Hoàng hậu Mã qua đời không lập Hoàng hậu nữa. Hiếu Lăng là lăng mộ hợp táng của họ, có thể lão ta muốn ở cùng Hoàng hậu Mã dưới suối vàng, không muốn phi tần tuẫn táng. Nhưng kiến trúc lăng tẩm đã hoàn thành, cho nên phối điện mới trống rỗng như vậy. Mọi người đều cảm thấy anh nói có lý. Giờ bí cảnh đã bị phong ấn, Châu Khiếu Uyên không muốn quấy rầy giấc ngủ ngàn thu của tổ tiên, liền nói, Dục Thần, cậu vẫn nên đưa chúng ta ra ngoài đi. A-di-đà Phật, Tịnh Tuyền niệm một tiếng Phật hiệu, bần tăng đến đây, vốn là vì một vụ án cũ. Ban đầu hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó trong bí cảnh, bây giờ chỉ có thể hy vọng vào lăng tẩm đế vương này. Châu Lão Thí Chủ, xin thứ lỗi cho bần tăng vô lễ. Châu Khiếu Uyên có chút không vui, nghe ý của Lão Hòa Thượng này, là muốn tìm đồ ở đây. Thăm dò bí cảnh, ông ta không sao cả, nhưng đây là lăng tẩm tổ tiên Châu gia, trước mặt ông ta, tìm đồ trong mộ tổ nhà ông ta, ai cũng sẽ thấy vô lễ. Nhưng Tịnh Tuyền là cao tăng Cửu Hoa Sơn, đức cao vọng trọng, Châu Khiếu Uyên cũng không tiện từ chối. Không biết Pháp Sư Tịnh Tuyền muốn tìm thứ gì, lại là một vụ án cũng như thế nào. Pháp Sư Tịnh Tuyền thở dài một tiếng, nói, chuyện này nói ra thì dài dòng, e rằng còn liên quan đến một số bí mật của tổ tiên ngài, Đại Minh Hồng Vũ Hoàng đế vừa nghe đến hai chữ bí mật, Châu Khiếu Uyên theo bản năng không muốn truyền ra ngoài, nhưng lại không nhịn được tò mò. Nghĩ lại nơi này cũng không có mấy người, vừa rồi ngay cả thi thần của Thái Tổ Hoàng đế và Hoàng hậu Mã cũng đã gặp, còn có gì phải giấu nữa, liền nói, Đại sư xin cứ nói. Pháp Sư Tịnh Tuyền nói, nguyên nhân của chuyện này, nằm ở một bộ kinh thư. Tên là Đại Quang Minh Kinh, là một bộ chân kinh mà Đường Huyền Trang Pháp Sư thỉnh từ Thiên Trúc, ghi lại pháp môn Quang Minh Vô Thượng, cũng là khởi nguồn của Minh Giáo. Tăng sĩ Phương Tây Mani, mượn pháp môn của Đại Quang Minh Kinh, viết thêm Đại Vân Kinh, lập ra Mani Giáo. Đại Vân Kinh tiên đoán rằng, có thiên nữ Tịnh Quang chuyển thế mà đăng cơ đế vị. Về sau Võ Tắc Thiên có được hai bộ kinh này, vào ở Đại Minh Cung, xoán ngôi đăng cơ, đưa pháp môn Mani Giáo vào, đổi tên thành Minh Giáo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 74.